Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin giữa lúc hiểm nguy bủa vây, Chủ tịch Phúc lại đi gặp cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Điểm gì? Chiếc ghế của ông Chủ tịch nước ngày càng căng, phe tổng thì cứ thúc ép trồng tài liệu về sự sai phạm của người nhà ông Chủ tịch Phúc thì cứ ngày một dày thêm. Phe ông Tổng đang tổng tấn công chiếc ghế Chủ tịch với cường độ dường như rất mạnh. Ông Tô Lâm chịu trách nhiệm cấp đạn cho ông Tổng bắn phá. Đây là hình ảnh Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc sẽ sang Nhật. Người ta là nhóm có ban có bệ hẳn hoi, còn ông Chủ tịch Phúc thì chơ vơ một mình. Tình cảnh của ông Chủ tịch Phúc hiện nay còn khó hơn tình cảnh của ông cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang trước đây 5 năm. Khi ấy, ông Quang cũng chịu sức ép rất lớn từ phía ông Tổng, nhưng ông Quang ỷ lại Bộ Công an là hậu phương vững chắc. Cuối cùng, ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng không giữ được mạng và mất ghế. Có nhiều sự tương đồng giữa cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đương kim Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ông Quang cũng lên chiếc ghế Chủ tịch nước khoảng gần 2 năm là gặp sóng gió, thì ông Chủ tịch Phúc cũng y hệt như vậy. Tuy nhiên, có điều khác là ông Chủ tịch Phúc hoàn toàn có thể rút ra bài học từ cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Đã có thời gian khá lâu, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chưa có chuyến đi công cán nào ở nước ngoài, làm cho trong nước rộ lên tin đồn rằng ông Chủ tịch nước bị loại quản thúc. Đến khi đám tang nữ hoàng Anh mới đây, ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cũng không đi mà cử Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đi thay. Có lẽ lần này ông Chủ tịch Phúc đi Nhật là để chứng minh cho dư luận rằng lời đồn về việc bị quản thúc là sai trái. Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều ngày 2 tháng 9, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự lễ tại quốc tang cố Chủ tịch nước Nhật Bản Abe Shinzo tại Nhật Bản từ ngày 25 đến 28 tháng 9 năm 2022. Đây là hình ảnh cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã bị tắt giữa nhiệm kỳ. Lần này, ông Nguyễn Xuân Phúc ra nước ngoài là chuyến đi công vụ. Khác với ông Trần Đại Quang trước đây, ông Quang ra nước ngoài cũng sang Nhật là đi chữa bệnh vì hậu quả của vết thương chí mạng mà ông tham gia đấu đá tại Việt Nam vì cố bám vào chiếc ghế và không chịu cáo bệnh về vườn theo yêu cầu của đối thủ. Chuyến đi Nhật của ông Quang là tìm kiếm sự sống, nhưng vừa rồi ông cũng không thể sống nổi và mất tất cả. Chuyến thăm của ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng là nghi lễ, sẽ khó có cuộc gặp gỡ bàn bạc nào về vấn đề quốc gia đại sự cho Việt Nam, bởi vì trong quốc tang ít ai bàn về vấn đề làm ăn giữa các quốc gia. Và lại, vai trò của ông Chủ tịch nước Việt Nam cũng chỉ là bù nhìn. Bàn vấn đề làm ăn giữa các quốc gia, ông Thủ tướng đóng vai trò lớn hơn rất nhiều. Đi thăm đám tang, rồi ông Chủ tịch Phúc về lại nước và phải chống chọi với những cơn sóng ngầm đang nhắm vào ông để truất phế. Cũng có ý kiến cho rằng phe ông Tổng đã áp lực ông Chủ tịch nước phải ra nước ngoài trong những ngày quan trọng trước hội nghị, nếu ông Chủ tịch nước không thể lo liệu, chống đỡ Trung ương cách đối phó với những tấn công đang nhắm vào ông và những đệ tử của ông phía dưới. Không biết có áp lực buộc ông đi hay không, tuy nhiên trong lúc ông cần phải ở Việt Nam để chuẩn bị cho công việc đối phó thì ông lại ra đi. Thật là bất lợi cho ông. Và hiện nay, ông Chủ tịch nước cũng đang yếu thế trước thế lực liên minh giữa ông Tổng và ông Tô Lâm, mà phía kia lạm dụng tình hình một cách hết sức khôn khéo, thì e rằng số phận của ông cũng sẽ lại giống Trần Đại Quang trước đây. Đây là hình ảnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang vất vả chiến đấu để giữ chiếc ghế của mình. Nhật Bản là nơi có duyên với khá nhiều quan chức cấp cao của Việt Nam muốn đến đây để chữa bệnh. Ông Trần Đại Quang, ông Võ Văn Thưởng và ông Đinh Thế Huynh cũng từng đến Nhật để chữa trị. Đã có những người mất mạng, có người thì mất trí và cũng có người được chữa khỏi. Có lẽ ông Chủ tịch Phúc khi về Việt Nam cần khấn vái thần linh để đừng trở lại đất nước đó một lần nữa. Nếu ông Chủ tịch Phúc trở lại lần nữa thì e là không phải là chuyến đi công vụ mà là chuyến đi để giành lấy sự sống. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông Tổng đã nện một đấm đợi Chủ tịch thấm đòn hay sao? Vấn đề đối với ông Chủ tịch nước hiện nay là khả năng chịu đòn. Bởi nhiều nhà phân tích cho biết ông Chủ tịch nước hoàn toàn không có khả năng phản đòn. Nếu chịu đòn tốt, khả năng ông Chủ tịch nước sẽ sống sót qua hội nghị Trung ương lần thứ 6 sắp tới đây.
còn không có khả năng chịu đòn thì cũng nên buông. Hoặc không có khả năng chịu đòn mà vẫn không buông thì hậu quả có thể như ông Trần Đại Quang đang chờ đương kim chủ tịch nước. Tròn cuộc chơi chính trị này thì người ta không ai khác chính là ông Tổng Bí Thư. Ông là người chủ cuộc chơi. Vào cuộc họp Bộ Chính trị gần đây, ông Tổng Bí Thư đã nói rằng khuyến khích các cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực bị hạn chế, uy tín giảm sút, tự nguyện xin từ chức. Đây chính là thông điệp đang nhắm vào nhiều người. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là nhắm vào người cao nhất trong những người mà ông Tổng cần nhắn nhủ. Đó chính là ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Mức sai phạm của gia đình ông Chủ tịch nước là quá lớn. Tuy nhiên, để đẩy được ông Chủ tịch nước ra khỏi chiếc ghế thì khi đó ông Tổng phải lao tâm khổ tứ rất nhiều. Phải huy động hết nội lực, phải tận dụng nhiều cánh tay đắc lực để ra tay mà không chắc có thành công hay không. Nếu ông Chủ tịch Phúc mà chịu rút lui sớm trong hòa bình thì có thể là tốt cho cả ông Chủ tịch Phúc, cho phe cánh của ông Tổng cũng như gia đình ông Phúc. Bởi chẳng ai muốn bị tổn thương nặng vì phải quyết chiến với nhau cả. Việc tung ra thông điệp như thế, đặc biệt là văn bản kết luận số 20/TB-TV vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư Quản lý. Theo đó, Bộ Chính trị khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, tự nguyện xin từ chức. Cán bộ tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi hoặc xin nghỉ công tác thì cấp có thẩm quyền xem xét theo nguyện vọng. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp đó thẩm quyền có thể xem xét miễn nhiệm theo quy định, và khi đó nhiều việc không mong muốn sẽ xảy ra. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đang vướng vào rất nhiều rắc rối. Đấy được xem là cú đấm thẳng vào của ông Tổng và cộng sự vào ông Chủ tịch nước. Không biết ông Chủ tịch có bị thấm đòn hay không. Muốn biết ông có bị thấm đòn thì có lẽ phải đợi qua hội nghị Trung ương lần thứ 6 tới đây thì sẽ rõ. Một khi ngồi vào chiếc ghế trong tứ trụ thì khó mà buông nó. Nếu nội công không đủ thì cũng đừng ham hố, kẻo có cái kết tắt thở tại ghế như ông cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Một khi chấp nhận nhà ghế thủ tướng cho người khác trong khi ông Nguyễn Xuân Phúc còn một nhiệm kỳ nữa mới chịu buông rời ghế thủ tướng theo luật, thì điều đó cho thấy thế và lực ông Nguyễn Xuân Phúc đang rất yếu so với ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Phú Trọng. Mà thế và lực yếu thì rất dễ bị bắt nạt, rất dễ bị kẻ khác nhòm ngó và giở trò, bởi người ta luôn có xu hướng chiến với kẻ yếu để đảm bảo khả năng thành công cao hơn. Hiện nay trong tứ trụ có bốn chân, nhưng thực chất là có ba phe. Phe mạnh nhất là ông Tổng Bí Thư và Chủ tịch Quốc hội. Phe thứ nhì là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, và sau lưng ông Chính có cựu Thủ tướng hậu thuẫn. Phe còn lại là mình ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Đã không có ai hậu thuẫn mà còn bị rơi vào tình thế tứ bề thọ địch thì sẽ rất khó cho ông. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, kẻ đang hỗ trợ đắc lực cho ông Tổng. Có người nói phe Liên Trụ Trọng Huệ quá mạnh. Ông Chủ tịch Phúc thậm chí còn không cứng bằng một trụ trong phe Liên Trụ, chứ nói gì đến việc thách đấu cả hai một lúc. Đấy là chưa nói đến người trợ thủ đắc lực của ông Tổng là Tô Lâm. Với tham vọng xoán ngôi ông Chủ tịch nước thì cú đánh của ông Tổng như hợp lực khá mạnh. Và ông Phúc chưa biết có đỡ được đòn này hay không. Cho đến giờ người ta thấy dấu hiệu sợ đối với ông Chủ tịch. Không biết đến hội nghị Trung ương thì ông Chủ tịch nước có biết sợ nữa hay không. Quả thật làm chính trị tại Việt Nam cả đời, nhưng vì tham tiền mà ăn không đúng lúc cho nên ông Chủ tịch nước mới lâm vào cảnh mất vị thế như ngày hôm nay.